Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với video mới của mình. Thì cuối cùng nhóm anh game cũng đã cập nhật xong rồi nha mọi người. Đầu tiên thì mình sẽ xem phần thưởng bảo trì mọi người. Được 3 quặng sắt với 1 hộp kim cương nha. 16 kim cương mọi người. Tiếp theo là cái bảng điểm danh của ngày hôm nay nha mọi người. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nhận được 1.000 kim cương, à quên 1.000 tiền sao nha. Rồi nè, sự kiện chúc mừng 2 năm tuổi của Play To Bây Giờ này. Uầy, quá trời đồ luôn mọi người. Uầy, nhiều đồ xịn thật sự luôn. Uầy, người để ý có bộ quần áo khá là đẹp luôn nha. Nhưng mà giá thì hơi đắt mọi người, 3.600 à. Uầy, ngoài ra đây là sự kiện nuôi bé Alien này. Quá là nhiều nhiệm vụ chúng ta làm luôn đấy. Còn cái này là quà tặng ở trong tòa nhà nha. Rồi tiếp theo thì mình sẽ dẫn mọi người cách làm nhiệm vụ ở chỗ đặc vụ MG nha mọi người. Thì đây chính là cái sự kiện là mừng Play To Bây Giờ 2 năm tuổi mọi người. Chúng ta sẽ ra chỗ đặc vụ MG với đặc vụ K để chúng ta nhận nhiệm vụ nha. Cái này thì mình sẽ làm một cái video hướng dẫn cụ thể chi tiết từng nhiệm vụ một. Đây là mình chỉ hướng dẫn tổng thể cho mọi người một nhiệm vụ trước đã, nằm trong những cái nội dung update của bản 1.59 đấy mọi người. Đối với nhiệm vụ này thì mọi người cực kỳ đơn giản, chỉ cần làm nhiệm vụ theo hướng dẫn của mũi tên thôi. Chúng ta đến hành gặp các NPC để trả nhiệm vụ nha. Chúng ta gặp bé lần nhỏ Kiki này. Sau đó thì chúng ta lại quay ra chỗ địa bay. Bé Alien 33 này, quay lại đây. Ui, quá trời Alien luôn mọi người. Tiếp tục nữa này. Sau khi mọi người hoàn thành trong nhiệm vụ thì quay lại chỗ đặc vụ MG để chúng ta nhận phần thưởng nhé. Và phần thưởng dành cho nhiệm vụ này thì chúng ta sẽ nhận được xu của 2 năm tuổi của Play To Bây Giờ mọi người. Và mọi người đừng quên là X3 giúp mình, chúng ta sẽ nhận được 600 xu nha. Rồi, cái nhiệm vụ này thì mình sẽ dẫn sau. Sau đây thì mình sẽ dẫn mọi người vào trong khu trung tâm để chúng ta tìm mua cái trứng không xác định ấy mọi người. Trứng pet không xác định nha. Đây nha mọi người, gặp Commander A ở ngay chỗ đoạn trong khu trung tâm đây mọi người. Khi mọi người nói chuyện với Commander A thì mọi người sẽ... Ui, đây là bé Alien khi mọi người up ra nha. Ui, bán giá khá đắt mọi người ạ. Toàn 250 kim cương và 300 kim cương nha. Ui, đắt dã man luôn đấy. Như vậy thì mình sẽ mua trứng về để up nha mọi người. Up này thì test nhân phẩm hên xui mọi người ạ. Mình sẽ mua 2 quả để về nhà up thử xem ra pet gì nha mọi người. Chúng ta có 300 kim cương để mua một con pet thì chúng ta sẽ mua được 6 quả trứng nha. Mỗi quả chỉ có 50 kim cương thôi, chúng ta về mở. Như vậy thì cũng test nhân phẩm thôi, hên xui mọi người. Biết đâu chỉ mở 2 quả thì chúng ta lại được ngay pet tím thì sao đúng không? Bây giờ mình sẽ về nhà ấp thử nha mọi người. Ok, mình đã về nhà rồi mọi người ơi, bây giờ thì sẽ vào trong nhà ấp thử xem hai quả trứng này sẽ ra pet gì nha. Ôi, mình hết cái túi thức ăn rồi mọi người. Đành phải cho nó chơi mấy đồ chơi trước đã. Xui cả na thế nhở, thế là phải để video sau rồi mọi người ơi, video này không thể nào mà ấp được trứng rồi. À đúng rồi mọi người, thì ngày hôm nay ở trong cửa hàng cũng có thêm nhiều gói mới, mình còn check xem có gói gì mới không nha. Sẽ có gói gì mới không mọi người ạ? À? Nhớ không nhầm thì ngày hôm nay bảo là bốc thăm mới đây mọi người, hộp vịt vũ trụ này với hộp miền đất Bắc này mọi người. Còn mấy hộp cũ mình tưởng gói gì mới cơ, mình cũng chả có gì mới mọi người, toàn là đồ cũ nha. Nhìn là chắc là thôi. Xem nào, à đúng, phần quà tặng ở trong thư đúng không? Phần quà tặng ở trong thư cũng là đồ mới đấy mọi người, để mình test thử xem nào. Uầy, lại đồ mới đấy mọi người, quá trời đồ vàng luôn ạ. À. Đồ vàng nha mọi người, ôi kim cương thì cũng đắt nữa. Còn là đồ đắt nha mọi người, dã man ghê. Mấy đồ này thì chắc là thôi nha mọi người. Đồ đẹp thật sự ấy, nhưng mà toàn bằng kim, toàn bán bằng vàng nên chắc là thôi mình không mua. Thì nội dung video của ngày hôm nay cơ bản là vào review mấy nội dung chính của nhiệm vụ lần này thôi. Cũng hết nội dung rồi, còn video làm nhiệm vụ thì mình sẽ up lên sau nha. Và trước khi kết thúc video ngày hôm nay thì mọi người đừng quên cho mình một đăng ký kênh, một like video giúp mình.
để mình lấy động lực tiếp tục làm các clip gửi mọi người nhé. Còn sau đây thì bye bye chào mọi người trong video của mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều.